Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Bethany. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cái tại sao mà mình xài nhiều thùng mút đến như vậy. Và một số anh em ở Sài Gòn thì cũng khá là nhiều thùng mút. Không phải là ngẫu nhiên mà mình cũng thích dùng thùng mút. Tại vì có một số lý do, cũng như là nó có những cái lợi ích, cũng như là có những cái mà không bằng những cái thùng, những cái dụng cụ bằng hồ kiếm. Tuy nhiên thì mình thấy nuôi thùng mút thì cũng khá là có những cái khá thuận lợi. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái thuận lợi đó, cũng như là những cái mà không có lợi đối với những việc mà chúng ta nuôi cá với màu bằng thùng mút. Đây phía sau mình cũng khá là nhiều thùng mút, mà mình cũng nuôi bằng thùng mút cũng khá là nhiều. Thì thùng mút thì trước tiên là giá thành cũng rất là rẻ. So với hồ kiếm thì thùng mút nó khá là rẻ hơn nhiều so với kiếm. Thì thùng mút thì nó có rất là nhiều loại, nhiều kích thước. Giá thành rẻ nhất thì cũng khoảng 10 mấy ngàn, mắc nhất thì cũng 60-70 ngàn gì đó, nhưng mà cũng diện tích hồ, cái diện tích cũng khá là rộng. Cái như cái hồ là cái như cái nhỏ như thế này thì mình mua cũng 10 mấy ngàn, còn cái này thì mình mua cũng 40 mấy ngàn. Nhưng mà cái này là mình mua mới nha. Nếu mà các bạn mà biết cái chỗ nào mà nó bán thùng mút mà nó không có giá như cái máy như cái thế này thì giá thành cũng rất là rẻ, nó không có mắc gì lắm đâu. Tại vì mình mua là mình mua cái những cái mới này, nó cũng khá là mắc, hơi mắc một chút thôi. Cái thứ hai nữa là cái về thùng mút thì nó cái trọng lượng của nó rất là nhẹ hơn nhiều so với chúng ta nuôi bằng kiếm, nên là cái việc mà chúng ta di chuyển cái thùng mút này cũng khá là dễ dàng, cũng như là chúng ta thay nước thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó không có vất vả mà khiêng lên khiêng xuống, nó dễ là dọn dẹp. Ví dụ như chúng ta di chuyển đến cái một cái nhà mới thì chúng ta cũng khá di chuyển cũng rất là nhẹ, không có nặng nhọc gì nhiều. Thứ ba nữa là nó những cái thùng mút như thế này nó không có chiếm diện nhiều diện tích. Các bạn có thấy là nó cũng không có chiếm nhiều diện tích lắm đâu. Nếu chúng ta làm theo một cái như thế này, có thể làm theo khung và chúng ta chắc lên thì nó cũng không có chiếm nhiều diện tích. Cái thứ năm nữa là về những cái thùng mút như thế này, nếu các bạn không thích thì các bạn có thể tráng xi măng vào thì nuôi cá cũng thấy rất là ok. Còn không thì chúng ta có thể gọt hai cái thùng lớn như thế này. Một số anh em thì mình thấy cũng hay gọt những cái thùng mút như kiểu thế này lắm, gom nó lại và thành một cái thùng dài như thế thì nuôi cũng khá là thuận lợi. Đó là những cái mà ưu điểm mà mình muốn nói. Thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai nó là trọng lượng nhẹ, thứ ba là dễ di chuyển, thứ tư nó là nó không có chiếm diện tích, và thứ năm nữa là chúng ta có thể thay đổi cái diện tích mà thùng như thế này. Còn mà những cái mà về cái bất cập mà chúng ta không mong muốn ở nuôi thùng mút đối với cái hồ gương, đó là nó hay lên vi xanh lắm. Để mình quay cho các bạn xem nè, đây các bạn có thấy là nó hay vi xanh rêu này, nhưng mà mấy rêu này nó không có ảnh hưởng gì đến cá gì cả. Còn nếu mà các bạn hiện nay thì có một số loại táo đỏ thì nó sẽ ăn rêu rất là nhiều, nên các bạn nếu có điều kiện thì cũng thể là mua những em mình có một táo đây, mình nó cũng hay dọn dẹp hồ lắm. Lúc trước thì xanh, khá là xanh, nhưng mà mình từ ngày mà mình bắt thêm mấy con táo đỏ, nói chung là táo thì mình nó rất là nhiều loại, rất là nhiều màu, nên nhưng mà đa số thì nó hay dọn những loại rêu xanh, tại vì rêu thì nó không có ảnh hưởng gì đến cá, nhưng mà tại vì nó màu xanh xanh cảm giác như là nó hơi bị dơ sao á. Nên nhiều anh em thì thích, nhiều anh em thì cũng không thích cái màu xanh lắm cho lắm. Và cái thứ hai nữa là khi mà nuôi thùng mút như thế này thì chúng ta có thể khó ngắm những cá lắm, tại vì những thùng mút như thế này chúng ta có thể ngắm từ trên xuống dưới thôi. Những con cá đơn sắc thì chúng ta sẽ dễ ngắm hơn, tại vì nó có một màu sắc, hoặc là những cái dòng cá coi như dòng coi này, coi đỏ này của mình thì mình sẽ dễ nhìn hơn.
những cái dòng đơn sắc thì mình thấy khá là dễ nhìn, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng những cái dòng mà dòng như các cái dòng đa sắc như là rồng, các loại rồng hay là Habero, hoặc là những hai cái dòng mới đây là Tiger King Cobra, thì những cái dòng đó thì bắt buộc thì mình sẽ sử dụng cái hồ gươm để mình nuôi, chứ mà còn nuôi như thế này thì chúng ta sẽ không có ngắm được. Đó là cái bất lợi thứ hai. Còn bất lợi thứ ba nữa là khi mà chúng ta nuôi thùng búa như thế này á, thì nó nhiều cái các bạn mà mua rẻ những cái loại cũ á, thì có thể là nó dễ bị xì nước, nó dễ bị xì lắm. Nên các bạn cũng chú ý là khi mà chúng ta mua những cái loại thùng búa nó không có đảm bảo á, thì các bạn cũng nên chú ý. Có thể là mình sẽ lót những bao ni lông như thế này á, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Nên các bạn mà các bạn có cảm thấy là nó hơi bị rỉ nước thì các bạn nên có thể sử dụng bao ni lông như mình. Thì đó là những cái mà hơi bất lợi một chút so với những việc mà chúng ta nuôi hồ gươm. Thì nuôi hồ gươm thì nó sẽ có khá là nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là nếu mà anh em nào mà nuôi buôn bán á, thì bắt buộc phải có những cái hồ gươm rồi. Tại vì để mà ngắm cá, lựa những chú cá thì bắt buộc thì chúng ta sẽ lựa ngang nhiều hơn là lựa từ trên xuống. Nên các bạn nếu ai mà kinh doanh thì bắt buộc thì phải có những hồ gươm rồi. Nhưng mà theo mình thì thùng búa cũng vẫn rất là ok, đối với mình nuôi như thế này cũng rất là ok rồi. Nên các bạn mà có điều kiện thì có thể là dùng những cái hồ gươm để mà nuôi, kèm theo đó thì những thùng búa như thế này cũng rất là ok. Thì đó là những cái lý do mà mình rút kinh nghiệm được từ những việc nuôi thùng búa. Thì mình thấy nuôi thùng búa thì cũng khá là thuận lợi cho cái việc di chuyển cũng như là cái việc giá thành. Thì ok, cái video này mình chỉ chia sẻ những cái lý do mình nên chọn những cái thùng búa để nuôi. Thì mình thấy thường thì cũng khá là nhiều anh em nuôi bằng thùng búa, mình thấy cũng khá là nhiều đó. Còn những anh em nào nuôi kinh doanh thì buôn bán thì đa số thì đã có buộc dùng hồ gươm rồi, hồ kính rồi, nên mình không có nói nhiều về cái vấn đề đó. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất mình nhé. Cảm ơn các bạn.